Hai nữ ca sĩ Nhật Bản bị hỏi về chuyện qua đêm với đàn ông. Sakura và Kazuha của nhóm nhạc LESSRAIM không giấu được vẻ lúng túng khi nhận nhiều câu hỏi nhạy cảm từ MC chương trình. Xuất hiện trong chương trình của Nhật Bản, Sakura và Kazuha của nhóm nhạc LESSRAIM nhận được nhiều câu hỏi riêng tư và có phần nhạy cảm khiến nhiều khán giả bất bình. Hai nữ thần tượng bất ngờ được MC hỏi, các bạn đã bao giờ vào khách sạn với một người đàn ông chưa? Không chỉ vậy, mắt ca này còn tò mò về chi phí đặt phòng tại khách sạn sang trọng trong một đêm và muốn thăm dò hai cô gái. Sakura và Kazuha không giấu nổi sự lúng túng, lộ vẻ lo lắng và trả lời không biết rõ lắm. Sau đó, MC hỏi dồn, tại sao, bạn chắc chắn đã đến đó với bạn trai chứ? Tiếp theo là loạt những câu hỏi tu từ, chẳng hạn, tại sao các bạn lại hành động như thể bạn không biết chuyện này vậy? Sự việc được đăng tải lại trên nhiều diễn đàn fan pop. Nhiều fan tỏ ra bức xúc và tức giận, cho rằng mắc ca quá thua lỗ. Một cư dân mạng cho biết, nếu chuyện này diễn ra trên truyền hình Hàn Quốc, mắc ca kia chắc chắn bị lột ra, không còn có thể xuất hiện nữa. Một số lại cho rằng đây là sự khác biệt giữa văn hóa hai nước và câu chuyện này không gây tranh cãi tại Nhật Bản. Cư dân mạng Hàn Quốc nhận thấy có nhiều thần tượng nữ ở Nhật Bản, bao gồm cả những thành viên chưa đủ tuổi, cũng thường xuyên gặp phải những câu hỏi khiếm nhã trên sóng truyền hình. Đồng thời, không ít ý kiến chỉ ra văn hóa Hàn Quốc đương đại cũng đang trở nên giống với văn hóa ở Nhật Bản, khi những ngôi sao chưa đủ tuổi vị thành niên hát những bài hát thúc đẩy sự hấp dẫn giới tính. Sakura, 1998, và Kazuha, 2003, là hai thành viên người Nhật của LESSRAIM, thuộc quyền quản lý của hai công ty giải trí là HIB và Source Music. Trong nhóm, cả hai đều có lượng fan đông đảo và là thần tượng người Nhật đang được chú ý ở K-pop.